Bạn đang nghe Be The Storyteller, kênh chia sẻ của một voice talent. Be The Storyteller, be the best version of yourself. Cung kính mời nhau chén rượu nồng. Chúc mừng năm đến, tiễn năm qua. Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ. Xuân mới tài danh, cởi thỏa lòng. Vạn chuyện lo toan thay đổi hết. Sự gì bề tắc sẽ thành thông. Như anh, như chị, bằng bề bạn. Y nguyện, duyên lành, đẹp ước mong. Chúc mừng năm mới! Xin kính chào quý vị và các bạn. Và quý vị và các bạn đang theo dõi tập 9 mùa 2 của Be The Storyteller. Quý vị và các bạn thân mến, tập 9 mùa 2 vô cùng đặc biệt bởi nó được phát sóng vào đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Và đặc biệt hơn nữa khi ngày hôm nay trên Be The Storyteller có sự hiện diện của một vị khách rất là đặc biệt của chúng tôi. Có lẽ là các bạn cũng đã đoán ra đây là ai rồi. Vâng, một diễn viên nước ngoài mà hồng tuổi cũng như rất là nhiều khán giả truyền hình vô cùng quen và yêu mến. Xin trân trọng giới thiệu diễn viên MC Charlie Winston. Vâng, cảm ơn Phượng. Và Charlie cũng muốn chúc tất cả các quý vị khán giả của chương trình Be The Storyteller an Tết, an lành, vui vẻ cùng gia đình và người thân. Be The Storyteller, be the best version of yourself. Vâng, cảm ơn anh Charlie rất nhiều khi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng em ngày hôm nay. Quả thật là anh Charlie thì cũng đã rất là thân quen với khán giả truyền hình với cái vai trò là một diễn viên. Thực ra có rất là nhiều câu hỏi khi mà Hồng Phượng mời anh Charlie tới với Be The Storyteller. Em rất là ấn tượng với anh, với một cái sự nghiệp mà gắn bó với đất nước Việt Nam rất lâu dài. Như chúng ta được biết thì anh Charlie hiện đang là diễn viên, MC truyền hình và phát thanh người Mỹ sống tại Hà Nội. Và anh đã gây ấn tượng rất là lớn với khán giả Việt Nam trên những bộ phim truyền hình với cái vị trí là diễn viên chính. Ngoài ra thì anh cũng rất thành công khi là một MC tham gia những cái chương trình dài tập ở trên VTV1 và VTV3. Có thể kể tên đó là gì anh nhỉ? Có rất nhiều chương trình, ví dụ là S Việt Nam, VTV dạ. Travel, dạ. Nét đẹp dân gian, nét đẹp khám phá, điểm hẹn cuối tuần. Thì vâng, có rất nhiều chương trình, nhưng mà Charlie có thể có được là mình rất là may mắn. Được gặp phần nhỏ ở trong cộng đồng nghệ thuật giải trí ở Việt Nam. Dạ. Và năm nay thì anh còn đảm nhiệm thêm một cái vai trò khác nữa, đó chính là host của một chương trình radio phát trên VOV247 có tên là Lunch Show. Lunch Show, đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Đây là một chương trình hàng tuần phát ở trên VOV 24/7 24/7. Đây là một chương trình bằng tiếng Anh và Charlie có vai trò là biên tập viên. Wow. Cho nên thì bên cạnh dẫn thì mình cũng giống như là Phượng cũng phải chuẩn bị nội dung và suy nghĩ về những chủ đề cộng đồng quan tâm, với cả cũng là nội dung thì có thể chia sẻ kiến thức với thính giả hàng tuần. Cho nên bên Mỹ thì Charlie rất là thích, từ bé rất là thích nghe đài phát thanh, rất là thích nghe podcast, nhiều podcast hôm nay, cho nên mình rất là vui có thể thêm nhiệm vụ đó. Để có thể cống hiến, có thể gặp phần cống hiến ở trong cộng đồng với một vai trò khác. Dạ, rất tuyệt vời. Với cái duyên đến với đất nước Việt Nam và đã gắn bó ở Việt Nam 12 năm rồi, chắc chắn là trong tất cả những chương trình khác khi Charlie là khách mời thì anh cũng đã chia sẻ về cái duyên đã đưa đẩy anh tới đất nước xa xôi ở phương Đông này, cùng với một sự nghiệp đúng là đã rất là thành công. Theo cách nói của cả người Mỹ cũng như là người Việt. Vậy thì không biết là ngày hôm nay đến với Be The Storyteller, anh có thể vui lòng chia sẻ lại một chút cái chặng đường mà anh đã lựa chọn Việt Nam trở thành điểm đến và phát triển sự nghiệp của mình không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người hỏi mình. Nhưng mà có khi mà Charlie tham gia nhiều chương trình khác thì không có nhiều thời gian để nói. Format podcast rất là thoải mái vì nó có một cái sự đặc khác biệt là podcast được dài hơn. Cho nên mình có thể chuyển sâu về các vấn đề. Và tên của chương trình là Be The Storyteller. Có thể để lại Charlie một câu hỏi để kể chuyện nhé. Chúng em rất muốn lắng nghe câu chuyện của anh. Trước mắt là khi mà người hỏi Charlie tại sao mình có duyên đến với Việt Nam, thì
mình tập trung vào cái từ duyên. Ừ. Duyên là một từ rất là đặc biệt và rất là phổ biến ở phương Đông. Ở phương Tây thì mình không quan tâm đến duyên nhiều ấy. Mình có nghĩ là kiểu cái sức năng của mình có thể thắng Phật. À, không biết đấy là anh vừa nói cái từ là đức năng thắng số. Đúng rồi, đức năng thắng số. Dạ. Có thể ở Việt Nam người ta gọi được là đức năng thắng số đúng không? Vâng. Bên Mỹ thì mình có quan điểm như thế. Dạ. Nhưng mà ở bên phương Đông thì mọi người mặc dù gặp khó khăn hoặc là họ có chuyện gì ở trong cuộc sống của họ thì họ kiểu chấp nhận số phận của họ. Vâng. Nhưng mà cũng có thể gọi được là đức năng thắng số. Dạ. Hôm nay chị Charlie thì ở bên Mỹ thì có một cuộc sống rất là tuyệt vời. Mình học kinh tế chính trị và cũng là làm ở một số tổ chức phi chính phủ với cái chuyên môn về cái nghiên cứu về về chính trị và chính sách về những vấn đề liên quan đến xã hội. Trước đó nữa thì Charlie cũng có một giai đoạn làm thiết kế phần mềm cho một tập đoàn lớn ở bên Mỹ tên là Wells Fargo, cái thiết kế phần mềm cho website và app ở trong thung lũng Silicon lúc trẻ, cho nên mình có trong mỗi một giai đoạn trong cuộc sống của Charlie thì mình có một số cái nghề nghiệp hoặc là việc nào đó là phù hợp với giai đoạn của cuộc sống của mình, cũng như là những cái quan hệ. Charlie có thể kể với mọi người là tại sao là mình lại đến Việt Nam, thì một phần là sự tò mò về Đông Á, tò mò về Việt Nam và đất nước này từ lúc mà mình học. Nhưng mà bên cạnh đó là Charlie cũng có thể nói là Charlie có một cuộc tình yêu đã kết thúc ở bên Mỹ, và lúc đó là Charlie thì cũng rất là thất buồn tình. Rất là thất tình, rất là buồn. Thất tình thì có thể love sick, nhưng mà forlorn. Charlie đã yêu một bạn là 10 năm, và một người yêu của Charlie rất là tuyệt vời, nhưng mà vì rất nhiều lý do thì hai người không đến với nhau, và chính là Charlie là người chia tay. Những năm đó thì Charlie hơi bối rối, thì nên là làm gì thì công việc thì vẫn ổn, nhưng mà có một cái cảm giác ở trong lòng thì khiến mình để đi một chỗ rất là xa. Vâng. Vì là nếu các bạn nghe các bạn từng yêu một ai đó xong thì là kết thúc một cuộc tình, thì là mọi người sẽ thấy có khi họ đi nhà hàng, họ đi xem phim, họ đi khắp nơi, và họ sẽ nhớ lại những kỷ niệm của tình cũ của họ. Vâng. Thậm chí là mình là một người là người em nghĩ là người nặng tình, người rất là nặng tình. Để nói thẳng với tất cả khán giả thì Charlie là một người đặc biệt, là những năm 20, tuổi 20, tuổi 30 thì rất là nặng tình, và sống theo phải gọi được là sống theo cảm xúc của mình hơn cả lý trí. Cho nên thì mình muốn xa, cho nên mình chọn một chỗ nào là xa nhất Mỹ. Dạ. Khi mà băng qua Thái Bình Dương, bắt qua đi qua Nam Châu bốn biển, để có thể lập một cái cuộc sống mới. Vâng. Và khi mà đến Việt Nam mình lại thấy là rất nhiều điều là rất là lạ, rất là độc lạ, rất khác đối với cuộc sống của mình ở bên kia. Vâng, cảm ơn câu trả lời của anh. Và cái câu chuyện đằng sau cái cơ duyên đã đưa anh tới đất nước Việt Nam này, em nghĩ là một câu chuyện cũng rất thú vị. Có rất nhiều bạn trẻ ngày nay thì khi mà gặp những cái bước ngoặt trong cuộc đời, em nghĩ như vậy, thì họ cũng lựa chọn một cái gì đó mới. Đó là cái sự thay đổi, nhưng mà chúng ta đón nhận nó, chủ động đón nhận nó để có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mình. Charlie mới đọc một nghiên cứu, và nghiên cứu nói về một vấn đề trong xã hội là rất nhiều người sợ từ chối. Sợ bị từ chối. Không, sợ từ chối người khác. Sợ từ chối người khác. Ví dụ là sợ từ chối người khác. Thì họ, ví dụ là nếu mọi người có một người mời Phượng uống rượu chẳng hạn, và bạn Phượng không muốn uống, mà nói được là rượu bất cờ ép, nhưng mà họ nói là rượu bất cờ từ, xong thì Phượng vẫn phải uống tiếp. Thì đấy là kiểu là chị sẽ, Phượng sẽ rất là
là ngại để từ chối, đúng không? Say no. To say no. Wow. Còn lại ngược lại như thế này thì có bà nghiên cứu nói về những người kiểu là sợ nhận lời, sợ say yes. Và Charlie nghĩ là có khi trong một năm mới thì mọi người muốn là kiểu có thể mình có thể đặt một cái mục đích cá nhân thì mình sẽ say yes nhiều hơn, mình sẽ nhận lời nhiều hơn, mình sẽ khẳng định là ra mắt cơ hội nhiều hơn. Charlie nghĩ là khi mà mình đến Việt Nam năm 2010, mình sẽ nhận rất nhiều lời mời mới. khi mà mình sống ở một đất nước khác thì mình phải nhận ra tùy tục và mình sẽ phải làm quen với cách sống của người ở đó. Dạ. Cho nên thì Charlie phải hàng ngày thì phải đối mặt với những đồ ăn mới hoặc là phong tục mới, cách làm việc mới, cách để xử lý mọi quan hệ thì cũng khác nhau. Dạ. Và mình không thể từ chối được. Nếu mình ở bên Mỹ thì có khi mà mình dễ để từ chối những sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà mình sang một đất nước mới là mình phải say yes sẽ nhiều hơn, mình sẽ phải chấp nhận và như thế này thì mình nghĩ là Charlie là một người sống ở đâu thì là mình sẽ hòa nhập và sẽ rất là linh hoạt để có thể sống hạnh phúc và thoải mái ở đó. Cho nên ngay từ đầu thì Charlie cũng thấy đất nước Việt Nam là một đất nước rất là giàu tình cảm. Và dành rất nhiều tình cảm cho Charlie ngay từ ngày đầu tiên Charlie đến Việt Nam. Cho nên thì đấy là đem lại một cảm giác cho mình một người nặng tình để mình không thể về Mỹ được nữa. Nhưng mà mình thì phải ở lại để sống ở Việt Nam. Vâng, và em lại càng tò mò hơn về cái câu chuyện là tại sao mà từ một người ở nước Mỹ với những cái công việc khác mà khi tới Việt Nam anh lại bén duyên với nghệ thuật. Xem Charlie xuất hiện trên sân khấu ở rất là nhiều những chương trình khác nhau với những vai trò như là diễn viên, là MC, thì em thấy có một cái sự duyên dáng, có thể sử dụng cái từ đó là gì ạ? Gentleman anh ạ. Vâng, thì không biết là năm 2022 vừa qua thì đã đánh dấu sự nghiệp của Charlie Winston với những cái cột mốc ấn tượng nào, anh có thể chia sẻ cho khán giả cùng biết được không ạ? Charlie cũng có duyên mới đến với nghệ thuật ở Việt Nam. Thì để nói thẳng với Phượng, với các khán giả, Charlie từ lúc đầu tiên đến Việt Nam thì làm kinh doanh. Thì là kinh doanh tầm 8 năm rồi thì 2018 mới có duyên để có đóng phim và làm các chương trình giải trí với đài truyền hình. Có thể một phần vì về ngoài của mình ấy thì có thể phù hợp để lên truyền hình hoặc là ngôn ngữ thì đủ để có thể thêm một màu sắc mới ở trên các dự án. Mà Charlie nghĩ là nếu chỉ thế thôi thì Charlie sẽ không được phát triển lắm, bởi vì là thật ra là đất diễn và đất hoạt động ở trong cộng đồng dành cho người nước ngoài như Charlie thì không phải là quá rộng. Nhưng mà vì nỗ lực và vì Charlie đã được có thể rất là chăm chỉ trong việc phát triển mối quan hệ với đạo diễn, diễn viên, doanh nghiệp, nhà báo, lãnh đạo, tất cả mọi người, kể cả học hỏi và quan sát trước. Thì là Charlie mới được có thể là dần có thể là bắt nhịp của công việc. 2022 thì phải nói thẳng với mọi người, giống như là các bạn đang xem chương trình Be the Storyteller, chắc chắn là mọi người cũng đã trải qua hai năm vừa rồi, gần hai năm vừa rồi để đối mặt với một dịch bệnh COVID-19 thì rất là ảnh hưởng đến cả cuộc sống cá nhân, việc học hành của các con cái của các bạn đang xem chương trình và sự nghiệp của mọi người. Và Charlie cũng thế, Charlie có khi vì mình làm ăn bằng các dự án mình chạy thì có khi nếu không được quay, không được đi thì có khi rất ảnh hưởng. Rất may mắn, trong 2022 Charlie không thể nói được là nó rất là hay, nó rất là lạ, nhưng mà cũng là rất là hay.
có rất nhiều cái dự án trước Charlie tham gia năm 2018, 2019, 2020, ví dụ là làm đóng vai chính trong một vở kịch của đạo diễn Lê Hùng cho nhà hát Công an Nhân dân, đón dịp kỷ niệm 25 năm của quan hệ của Việt Mỹ quay lại bình thường, đúng không? Một cái vở kịch trong đã dực vì có một cái thông điệp rất là đẹp để gửi đến cộng đồng. Nhưng mà các phim dài tập thì có khi mà các phim dài tập mà Charlie đóng thì có khi Charlie đóng nhiều hơn cả ở trong 2018, 2019, 2020. Nhưng mà qua dịch thì có một điều rất là hay là kiểu cái sức ảnh hưởng của mình ở trong cộng đồng thì còn lớn hơn. Và mọi người nếu là theo một người làm theo muốn xây dựng cho họ là một công việc mới thì có khi mà mình phải nói thẳng với mọi người có những giai đoạn là mình phải kiếm kinh nghiệm và những giai đoạn mình sẽ được có sự thành công và cũng sẽ có kiếm tiền chẳng hạn, và cũng sẽ mỗi một giai đoạn là sẽ phù hợp. Còn lại thì Charlie trong 2022 có rất nhiều cái gọi được là vinh dự, rất nhiều dự án vinh dự, thì là nếu so sánh đối với những năm đầu tiên là mình trải nghiệm với nghề mới không được có. Ví dụ là Charlie là đại sứ câu lạc bộ du lịch thủ đô của một hiệp hội du lịch của nhà nước cùng các doanh nghiệp về du lịch. Nếu mọi người biết Charlie đã từng dẫn S Việt Nam, VTV Travel tầm 400 số các chương trình văn hóa du lịch trong 5 năm vừa rồi, cũng không phải ít nữa. Nhưng mà có khi để được có một cái vinh dự để được nhận một vai trò ở trong cộng đồng là đại sứ, có thể đồng hành cùng các hoạt động của văn hóa và du lịch ở đây. Bên cạnh đó thì ví dụ là thăm đồng hành với những dự án của cộng đồng như là Tre Festival để trồng 1 triệu cây tre ở miền Bắc ở trong 2023. Charlie cũng là một đại sứ của chương trình đó. Bên cạnh đó là cũng được tham gia một chương trình với MC Dũng Thùy Linh và Touch Việt Nam để thực hiện là một MV và một dự án để khuyến khích người dân để giảm sử dụng chất thải nhựa ở các siêu thị và đồng hành cùng Vingroup. Thì như vậy thì Charlie rất là vui vì những vai trò mới. Như là cuối năm vừa rồi thì cũng có một chương trình rất là tuyệt vời của đài truyền hình Hà Nội tên là Cuộc Sống Thanh Thị của đạo diễn Hoàng Điệp. Đây là một chương trình để chia sẻ về các chủ đề về cuộc sống, đời sống bình thường của người Việt hàng ngày, như là chương trình của Phượng chẳng hạn. Charlie rất vui vì mới được mời làm người truyền cảm hứng của chương trình, được quay nhiều chương trình trên mạng xã hội để hỗ trợ các việc của các chuyên gia mà tham gia chương trình đó. Đó, với cả có một tin vui mới nữa là trước Tết Charlie cũng nhận thông tin về một vai ở trong phim của VFC. VFC là hãng phim truyện của Việt Nam, của VTV. Và họ đang quay một phim tên là Cô Thợ Bánh. Cô Thợ Bánh. Charlie sẽ đóng vai đầu bếp quốc tế khó tính. Charlie rất là hiền. Nhưng mà ở trong vai đó là mình sẽ hơi khó tính một chút. Dạ vâng. Anh thử làm mặt khó tính giống nhân vật đó được không ạ? Em thấy là cũng rất nghiêm khắc đấy ạ. Hơi nghiêm khắc một chút. Một lần nữa thì em cũng xin chúc mừng anh và cũng chia sẻ những niềm vui của anh, và mong rằng là năm 2023 chúng ta sẽ được gặp lại Charlie Winston với những cái diện mạo hoàn toàn mới mẻ trong những vai diễn mới. Be the storyteller, be the best version of yourself. Em có một cái thắc mắc như thế này. Như vừa rồi anh chia sẻ thì anh tới Việt Nam từ năm 2010 đúng không ạ? Vậy thì cái quãng thời gian mà mới đầu khi anh đặt chân tới đất nước này chắc chắn là sẽ có rất nhiều khó khăn. Em nghĩ là thời đại ngày nay thì có rất nhiều những bạn trẻ là người Việt Nam cũng có mong muốn được tới nơi đất khách quê người để có thể lập thân lập nghiệp. Ví dụ như là sang nước ngoài định cư và sinh sống và phát triển sự nghiệp như anh khi lựa chọn Việt Nam chẳng hạn.
Không biết rằng là nếu mà với những cái bạn trẻ như vậy, hay chỉ đơn giản là những bạn trẻ đang sắp sửa bước vào cái ngưỡng cửa của công việc, của sự nghiệp của mình sau khi mà kết thúc chặng đường học đại học, thì anh có những cái kinh nghiệm hoặc là những cái thông điệp gì muốn nhắn gửi để giúp cho các bạn ấy có thể tự tin thực hiện được ước mơ của mình không ạ? Charlie là người Do Thái, dạ. Người Mỹ mà gốc Do Thái, và mọi người đang xem chương trình cũng biết là người Việt Nam và người Do Thái là có những quan điểm chung ấy. Dạ. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước Việt Nam thì đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn trong lịch sử khó khăn, kể cả trận chiến tranh với rất nhiều đất nước muốn chiếm đất của Việt Nam, dạ. Phải gặp mặt với sự đau khổ và nghèo khó. Như người Do Thái và Charlie ấy, thì kiểu từ mấy nghìn năm thì cũng kiểu phải thoát khỏi đất nước của họ và phải đi sinh sống ở tất cả các nước khác trên khắp thế giới, phải rất là linh hoạt, phải rất là chịu khó và phải một cái thái độ là tích cực. Cho nên như vậy thì mình Charlie thấy là đấy là lý do có thể là người Việt Nam thì hay quan tâm đến người Do Thái, và người Do Thái rất là khâm phục và thích Việt Nam. Nhưng mà tại sao Charlie nói thế? Charlie hay kể chuyện cho con gái của mình 9 tuổi ấy, mình trước khi ngủ thì Charlie hay đọc những câu chuyện dân gian của người Do Thái để chuyện rũ ngủ cho con. Nhưng mà hôm qua có một câu chuyện rất là hay. Đây là một câu chuyện nói về một thợ đánh giày. Mà thợ đánh giày đang làm ăn ở một vương quốc hồi xưa rất là nghèo khó nhưng mà rất là chăm chỉ. Và một hôm thì có một nhà vua đang giả vờ làm người nghèo ấy, là giả vờ làm một người nghèo khó để đi qua đường. Xong thì là vào nhà của ông thợ đánh giày, xong thì được mời thợ đánh giày thì mời vua vào nhà để ăn. Mặc dù không còn nhiều đồ ăn thì là thế là mình có thừa đấy, thì là ông cứ vào đây thì là nhiên bạn là thế, có vẻ là đói thì cứ vào đây ăn. Xong thì vua là nhìn thấy bạn thợ đánh giày đấy thì là bảo tại sao bạn là hạnh phúc như vậy, thì là có ít mà vẫn hạnh phúc. Thì là bạn ấy bảo là vì bằng một nghề lao động của mình thì mình có thể có đủ kiếm sống để có thể ăn đủ bánh mì để mang về cho gia đình ăn. Mà ngày hôm sau thì vua là một cái quy định là không cho phép người dân để đánh giày nữa, cho nên thì là thợ đánh giày thì là không có thể làm ăn được. Xong thì vợ của thợ đánh giày là khóc và bảo ôi chồng ơi, là mình sẽ làm thế nào rồi, mình sẽ làm sao. Xong thì chồng trả lời thì đừng lo, thì là trái đất này thì là sẽ đem lại cho mình tất cả mình cần để sinh sống, không bao giờ phải lo, bởi vì là ngày hôm sau mình sẽ tìm đến. Xong thì thợ đánh giày thì lại tìm một người vắt chuyện nước, cái bể nước hồi xưa không có ống nước, nước từng nhà nước. Đó. Xong thì là ông đánh giày thì lại chuyển làm nghề mới, và cũng có thể kiếm đủ là hàng ngày để ăn bánh để mang về cho vợ ăn. Xong thì nhà vua thì cũng khuấy lại để vợ ăn rất là ngon. Và bảo rất là bất ngờ, sao bạn lại thấy hôm nay có thể kiếm ăn được. Xong thì bà đấy bảo là vì thế giới đã là đếm lại cho mình đầy đủ. Và câu chuyện hơi dài nhưng mà sẽ tiếp tục là thợ đánh giày thì chuyển tầm 4 ngày khác nhau, và đến khi mà 4 nghề khác nhau đến khi mà vị vua là ông vua thì là phải khen và phải nhận ông thợ đánh giày thì làm cố vấn của nhà vua. Bởi vì là biết là ông thợ đánh giày thì có rất nhiều kiến thức rất hay, trí tuệ rất hay, lúc nào bằng mọi giá tìm một cách để thành công. Thì có thái độ tích cực và linh hoạt. Thì Charlie chỉ muốn nhắc đến câu chuyện đó bởi vì Charlie cũng thấy ở trong đời sống. Charlie có tài, có đầu óc, có hai tay và hai chân, và mình vẫn là sống khỏe. Từ bé đến giờ thì mặc dù là nghề nghiệp của mình thay đổi, mặc dù ngôn ngữ mình dùng thì cũng phải thay đổi, nếu trước thì dùng tiếng Anh thì bây giờ dùng tiếng Việt thì cũng không vấn đề gì.
nếu mình tập trung vào việc là mình sẵn sàng để bật tay và tháo bạo trong việc là mình dám bắt cơ hội và nắm bắt cơ hội phía trước mặt mình, thì là không phải là nghĩ mình là ngại quá là không có thể là bê nước được, hoặc là mình thấy là rất là thoải mái đang ở nhà mà nếu chỉ đợi duyên đến với mình thì sẽ không được. Dạ. Mình nghĩ là duyên đến mình cũng phải sẵn sàng chủ động đón để duyên. Chủ động để đón duyên để nói về cái việc với những bạn là muốn sinh sống ở một đất nước khác như Charlie, hoặc là muốn học ngoại ngữ như Charlie chẳng hạn, thì cũng như vậy, thì chủ yếu là Charlie luôn luôn là một người là chủ động và là một người tự chịu trách nhiệm về giáo dục cá nhân. Chịu trách nhiệm về giáo dục cá nhân. Mình cũng thấy là đấy một có thể để nói thẳng đấy, có thể đấy là một cái lợi thế của người phương Tây, là cộng đồng và văn hóa ở đó thì không đợi ai cả mà có thể dạy cho mình có thể có quyền. Charlie làm nhà thiết kế phần mềm những năm Charlie chỉ là 17 tuổi đến 25 tuổi mà đã nhận giải toàn quốc của tạp chí Computer World Magazine để thiết kế phần mềm tài chính đứng đầu ở trên đất nước Mỹ 2008. Đấy là cũng là một sự thành công, nhưng mà Charlie chưa bao giờ học một lớp học. Đó. Charlie cũng là một người không tốt nghiệp cấp 3 mà đi làm trước, đi làm ở thung lũng Silicon, nhưng mà vẫn là người thi đỗ vào Đại học Berkeley, Đại học Kinh tế Chính trị ở Berkeley. Cũng là gọi được là đại học đứng đầu của những đại học công lập ở khắp thế giới. Công lập đấy. Và cũng là đến Việt Nam thì phải nói thẳng với khán giả là người nước ngoài đầu tiên đóng vai chính ở trong vở kịch Việt Nam ấy. Vâng, những chia sẻ vừa rồi của anh Charlie thì thật sự là em nghĩ là không chỉ em đâu mà rất là nhiều khán giả đang dõi theo Be The Storyteller cũng phải thốt lên wow, wow, đầy ngưỡng mộ luôn anh ạ. Vâng, bởi vì cái chặng đường, kể cả sự nghiệp lẫn là cái chặng đường mà anh tới từ cái duyên này đến cái duyên khác trong cuộc sống, thì anh luôn luôn có một cái thái độ rất là lạc quan. Và đặc biệt là cái câu chuyện vừa rồi của anh, nó làm em rất là ấn tượng ấy. Nó đã truyền tải hết những thông điệp gửi tới những bạn trẻ mà đang có mong muốn, khát khao được lập thân lập nghiệp ở một nơi đất khách quê người, hoặc là chỉ cần gọi là dám bước ra thế giới thôi, để chủ động trong cuộc sống của mình thôi. Vâng, để nói thêm một chút với Phượng và khán giả ấy, thì Charlie phải nhìn vào một thị trường và đất nước như Việt Nam ấy, thì đối với những người nước ngoài như Charlie thì để suy nghĩ về những công việc mình có thể làm ăn được ở đất nước này, thì tuy nhiên thì rất nhiều người nước ngoài sang đây để làm giáo viên chẳng hạn, để giáo viên dạy tiếng Anh thì có rất nhiều có nhu cầu rất nhiều và thu nhập cũng tốt nhưng cũng rất tốt đối với rất nhiều người đang xem chương trình. Họ sẽ nghĩ là thế, nhưng mà để kiểu xây dựng cuộc sống cho bản thân và gia đình thì có khi mà để gọi được là một nghề nghiệp ấy, thì làm nghề giáo là dạy học tiếng Anh ở Việt Nam thì gọi được là không biết là sẽ ổn định không. Bên cạnh đó có những người kiểu được là chuyên gia của các doanh nghiệp, hoặc là có thể lãnh đạo của tổ chức phi chính phủ, đây là một cái số lượng gọi được là rất là ít, rất là ít. Cho nên khi mà Charlie có thể bước chân vào Việt Nam ấy, thì đã có rất nhiều sự, có thể gọi được là sự thành công. Lựa chọn, mình có lựa chọn của mình ở bên phương Tây. Nhưng mà mình cũng có cái sự thành công của mình ở bên nước của mình. Nhưng mà khi mà đến Việt Nam thì có thể coi như là một người Việt Nam làm lại từ đầu. Như là một ca sĩ chẳng hạn, có những ca sĩ nổi tiếng hoặc là bác sĩ ở Việt Nam mà họ khi mà đến Canada hoặc là California họ là làm nông dân hoặc là họ làm nails hoặc là họ là bán hàng bình thường, nhưng mà họ là chấp nhận những công việc xung quanh họ. Còn Charlie thì Charlie luôn luôn sẽ phải có hai thái độ, một là một thái độ tích cực và lạc quan, tự tin, và thứ hai
là phải sáng tạo cho mọi việc. Ví dụ là Charlie không phải là giáo viên, nhưng mà ở trong 2012 khi mà Charlie định ở lại Việt Nam, Charlie mở chuỗi trung tâm ngoại ngữ và dạy kỹ năng sống. Và Charlie không phải là giáo viên ngoại ngữ, nhưng mà mình thấy là thị trường lại thiếu cái gì đó, thiếu một không gian cho học sinh ở trường công để được thực hành. Vâng. Cho nên thì chương trình gồm cả những kỹ năng sống và những môn nghệ thuật, khoa học, ẩm thực, rất nhiều dự án có thể giúp các con chủ yếu là có thể học tiếng Anh, nhưng mà hơn học ngoại ngữ thì họ đã học gì? Họ học tư duy, phát triển tư duy. Cho nên thì Charlie thấy là khi mà cuộc sống lại đem lại cho mình một có khi mà cuộc sống sẽ cho mình một cái quả chanh mà mình sẽ dùng quả chanh đấy để làm nước ép chanh. Đó thì khi đời này cho bạn một quả chanh thì hãy làm ra một ly nước chanh ngọt ngào, nước nghe chanh ngọt ngào. Có khi mà nếu các bạn là mới ra trường hoặc là đang thử việc ở ngân hàng rồi thì sang việc ở làm truyền thông và cũng chưa biết mình sẽ làm gì, có những giai đoạn để kiếm kinh nghiệm. Và cũng sẽ có những giai đoạn là nhất khi mà mình có nghề nghiệp nhất định, mình có thể phát triển quan hệ và mình cũng có thể kiếm tiền. Nhưng nó có khi mà sẽ đi sao. Và Charlie may mắn là có thể được gọi được là thành công trong mấy năm vừa rồi. Cho nên Charlie chỉ muốn chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm của Charlie, để mắm rằng là các bạn Việt Nam khi mà họ nghĩ về việc là ra trường và chọn nghề nghiệp hoặc là đối mặt với khó khăn, hoặc là họ chọn là đi phương xa, là đi du học hoặc là đi sinh sống ở một chỗ hoàn toàn mới như là Charlie chẳng hạn, thì họ luôn luôn bằng một thái độ tích cực, lạc quan về tương lai và tin tưởng khả năng của họ để giải quyết tất cả vấn đề phía trước mặt mình. Thậm chí là họ chưa biết là giải pháp như thế nào. Sách Kinh Thánh của người Do Thái của Charlie có một câu nói là đừng lo ngày mai thì ngày mai sẽ lo những việc của ngày mai. Còn em thì cũng có nhớ một cái câu nói mà em đã từng đọc ở trong một cuốn sách và nó cũng được trích từ Kinh Thánh là hãy đi và bạn sẽ đến. Hãy đi và bạn sẽ đến. Và cửa sẽ mở. Và rất cảm ơn Charlie với những chia sẻ vô cùng sâu sắc và ấn tượng vừa rồi. Và có lẽ là rất nhiều những khán giả của Be The Storyteller hôm nay ấy, là còn phải ngưỡng mộ bởi cái vốn sống và cái kinh nghiệm cuộc sống của anh, nó cũng rất sâu sắc nữa. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì ạ. Be The Storyteller, Be The Best Version of Yourself. Vâng, và quý vị và các bạn thân mến, như là số trước ấy, thì số đặc biệt ngày hôm nay cũng như vậy. Chúng ta sẽ có một mini game nhỏ nhỏ dành cho khách mời đặc biệt, diễn viên MC Charlie Winston. Ok, sẵn sàng, rất sẵn sàng. Vâng. Tất nhiên rồi, ngày hôm nay là chúng ta có một số đặc biệt dành cho Tết Quý Mão. Và câu hỏi trong mini game ngày hôm nay của em cũng sẽ xoay quanh chủ đề về Tết thôi ạ. Vâng, anh Charlie đã sống ở Việt Nam 12 năm rồi, chắc chắn là rất là am hiểu về cái Tết của người Việt đúng không? Có chứ, hình như Charlie cũng không nhớ nữa là mình đã ăn mấy Tết, mấy mùa Tết ở Việt Nam rồi. Có thể là 13, có thể 12, và năm nay chắc chắn là 13 hoặc là 14 rồi. Thế thì ngay sau đây thì em sẽ dành cho anh Charlie 6 câu hỏi. 6 câu hỏi, ok. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu số 1. Ngày Tết ở Việt Nam sẽ không thể thiếu loại bánh gì? Bánh chưng. Chính xác. Nhưng mà Charlie đề xuất nữa là ví dụ là bạn của Charlie và rất nhiều bạn là mình thấy trước khi Tết ấy, có khi mà họ cũng sẽ gọi cả bánh chưng với cả bánh giò. Bánh giò. Bánh giày. Bánh giày. Bánh giày. Bánh giày giò. Bánh giày giò ấy. Bánh giày ăn với giải giò. Bánh giày, bánh chưng cũng chính là hai cái loại bánh truyền thống của dân tộc Việt Nam, và nó đã được xuất phát từ một câu chuyện cổ của hoàng tử Lang Liêu. Chắc là chẳng là anh Charlie đã từng nghe qua đúng không ạ? Có, và Charlie cũng là được nhận mấy bánh chưng trước Tết. Ví dụ là những bạn bè họ hàng thì có khi mà họ sợ Charlie không có
có thể người nước ngoài ấy, dạ. Thì là sau mà ở phương xa thì họ, họ sợ là mình không có đủ lương thức để ăn quà Tết thì họ có tặng bánh. Nên thế là đấy là một phong tục rất là ý nghĩa. Dạ. À, không biết là anh có biết ý nghĩa biểu tượng của bánh chưng là bánh chưng là gì và bánh dày đây là còn một câu hỏi chỉ có thể là cấp trên cả Charlie thì là Charlie chưa hiểu lắm thì là nói chung là mình nghĩ là chắc chắn là sẽ liên quan đến cái có đủ để ăn đủ no hay là đủ có thể đủ no trong bụng hoặc là cũng có thể đủ no âm lòng. Chỉ đoán thôi. Có lẽ là cũng đúng một phần đấy, bởi vì chúng ta tại sao lại làm nhiều bánh thế trước Tết đúng không? Là bởi vì mong muốn một cái Tết sung túc và một năm đầy đủ ấm no. Tuy nhiên thì nó có một cái ý nghĩa tượng trưng khác, đó là bánh chưng thì nếu anh để ý nó sẽ có hình vuông và có màu xanh, là tượng trưng cho đất, và bánh dày tượng trưng cho bầu trời. Bầu trời, dạ, ok đúng rồi, ok nhớ rồi. Câu thứ hai anh nhá, người đầu tiên bước chân vào nhà sau giao thừa theo quan niệm của người Việt Nam được gọi là người sống đất. Wow, dạ. Câu số 3, đầu năm trẻ con luôn nhận được thứ này. Lì xì. Chính xác. Chắc là Julia nhà anh cũng nhận được thứ này. Cũng sẽ có và cũng là một phong tục rất tốt, bởi vì là có thể các con có thể có một ít tiền để có thể tích lũy và cũng có thể là tiết kiệm rồi thì lên một kế hoạch với tài chính. Có khi mà các con là nhận được lì xì thì có thể được kiểu quản lý tài chính. Đây là một cái kỹ năng rất là cần thiết và cuộc sống. Câu số 4, hãy kể tên 5 loại hoa thường được trồng vào dịp Tết trong gia đình. Đấy thì câu hỏi này ấy, thì cho nên thấy là rất là khó, bởi vì là thật ra để nói về hoa vào ngày Tết thì mình nghĩ là có rất nhiều loại hoa có thể chơi Tết được. Hoặc có cây, có khi mà những hoa liên quan đến cây Tết, ví dụ là hoa đào chẳng hạn. Một. Hoa đào này hoặc là hoa mai này. Nhưng mà cây quất, thì không biết là hoa gì. Hoa quất luôn anh. Hoa quất đi, mình gọi là hoa quất đi. Dạ. Rồi thì ví dụ là bên cạnh đó mình cũng nghĩ là ví dụ là có cái hoa cúc đồng tiền. Cúc đồng tiền. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền. Dạ vâng. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền. Thật ra thì em nghĩ là không phải chính xác hoa đồng tiền mà ý anh cũng nói đến hoa thực dược. Hoa thực dược có thể. Hoa thực có thể. Dược, cái bông nó gần giống bông đồng tiền nhưng lá dày hơn. Ok nó có thể. Nhiều màu sắc. Chính xác đấy ạ. Còn bên cạnh thì đáng cố gắng thôi, bởi vì là ví dụ là hoa ly có thể được. Hoa hướng dương. Không, nhưng mà đặc trưng cho ngày Tết thì đặc trưng cái loại nữa. Có thể là mình thua rồi. Hoa lay ơn các bạn. Hoa lay ơn. Đúng không anh? Ok. Chắc là liên quan đến lay ơn giống như là cái màu đỏ anh ạ. Nó có màu đỏ rất là rực rỡ. Nó tượng trưng cho những gì rất là đẹp đẽ, may mắn cho năm mới. Đây thì Tết nào cho nên cũng được học một số kiến thức mới. Cảm ơn Phượng nhá. Dạ. Và chúng ta đến với câu hỏi số 5. Hãy điền từ còn thiếu vào câu thơ sau đây. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. 3 chấm tràn táo bánh chưng xanh. Để Charlie đọc nhé. Dạ. Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Cây nêu trà pháo bánh chưng xanh. Chính xác. Chúc mừng anh. Cây nêu chính là đáp án của câu thơ này. Cây nêu cũng là một loại cây rất là đặc biệt. Trong một cái sự tích của người Việt cổ ngày xưa thì cây nêu cũng tượng trưng cho một loại cây trong ngày Tết. Cũng được chơi trong những ngày Tết và nó có một cái ý nghĩa là bóng cây nêu đổ tới đâu thì ma quỷ sẽ không thể xâm lược. Đúng rồi, nó là kiểu là tránh đất của con người. Giống như là một cây lưỡi hổ ấy. Dạ. Có thể bảo vệ nhà mình, nhà của mình lành và dạ, quỷ không đến. Dạ. Và Charlie cũng nhìn thấy kiến thức của cái nêu đó là cao tầm sau mét chẳng hạn, rất là cao. Dạ. Và nói chung là khiến Charlie đình nghĩ đến là cái Noel trong Giáng sinh. Dạ. Và cũng rất cao đúng không ạ? Vâng, nhưng mà cũng có khi mà Charlie sẽ nhầm với cả cái gì nhỉ, cây lộc nữa. Dạ. Thì cây lộc cũng là rất là cao và dạ, mình sẽ mang về canh lộc đấy thì thường là có cây mía, người ta hay bán cây mía đúng rồi cao. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà hình thức thì là nhìn hơi gần giống nhưng mà dạ, là thông điệp thì khác. Và câu hỏi cuối cùng rồi anh Charlie ơi, cố lên nhá. Okay. Câu nữa thôi ạ. Hãy đọc một đoạn thơ hoặc là hát một câu hát về ngày Tết bằng tiếng Việt của anh Việt.
Tết đến cho vui mọi người. Ok. Chúc mừng anh đã xuất sắc đạt 100 điểm. À, cảm ơn. Nếu Charlie đạt được 100 điểm thì là Charlie sẽ phải tặng Phượng vào dịp Tết. Charlie cũng thêm một phong tục rất là đặc biệt với người Việt Nam, thì Charlie thấy rất là quý giá và rất là đáng trọng và rất là ấm áp, là ai cũng biết đến lì xì, ví dụ là các con là được tặng lì xì chúc Tết, hoặc là có những phong tục như là có mua cái canh lộc chẳng hạn. Nhưng mà Charlie cũng nghĩ là những thời gian chúc Tết thì đặc biệt là những bạn bè, những họ hàng, những đồng nghiệp thì mình có như là kiểu là đặc biệt trong cuộc sống của mình ấy. Mình thấy là người Việt rất là trọn lòng những buổi của họ chúc Tết, bởi vì là họ rất là bận rộn để chuẩn bị, để mua sắm, để giải quyết công việc. Nhưng mà có khi nếu là ai đó là có mang giá trị trong cuộc sống của mình cũng là phụ, mình cũng thấy quan sát là người Việt Nam hay sắp xếp vài buổi để có thể cà phê hoặc là gặp mặt trước Tết và tặng quà. Và tặng những quà tặng như thế này thì chủ yếu là những đồ dùng hoặc là thức ăn. Mình có thể mang về quê hoặc là mang về cho gia đình ăn Tết vui hơn. Thế còn Charlie cũng muốn tặng Phượng quà tặng Tết nhé, để ăn Tết đủ ấm no. Em cảm ơn anh rất là chu đáo ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Be the storyteller, be the best version of yourself. Với 12 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chắc hẳn là anh Jack Lee đã có rất là nhiều cơ hội để có thể ăn Tết tại Việt Nam với những cái đặc trưng cổ truyền đúng nghĩa, đúng không nào? Qua mini game vừa rồi thì chúng ta đã có thể thấy sự am hiểu về phong tục tập quán của ngày Tết ở Việt Nam, cũng như là cái vốn từ ngữ của anh Jack Lee rất là giàu và rất là phong phú. Em chỉ có một cái thắc mắc, đó là không biết là trong những cái Tết mà anh đã được ăn Tết ở Việt Nam, thưởng thức những cái đặc sản cũng như là những thưởng thức những cái phong tục tập quán của người Việt trong mùa Tết, thì anh ấn tượng nhất với điều gì? Nếu sự khác biệt với phương Tây thì mình có thể nhặt trước, bởi vì là Charlie cũng nghĩ là có rất nhiều quan điểm chung với phương Tây ở trong các ngày lễ cuối năm của bên đất nước Mỹ của Charlie. Nhưng mà sự khác biệt mình thấy ở Việt Nam thì Tết là kiểu dài ngày. Thì là ví dụ là bên Mỹ hoặc là bên phương Tây có khi mà những ngày lễ cuối năm chỉ được một hôm, hai hôm, hoặc là sẽ kéo dài là hai tháng nhưng mà chia rẽ. Nhưng mà ở Việt Nam thì có khi mà các gia đình họ hàng thì họ dành tầm 5 hôm hoặc là 10 hôm, và ngày nào ví dụ là mùng 1 là sẽ dành cho gia đình Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, ba Tết thầy, và sau đó cũng có thể Tết bạn bè nữa. Thì và có rất nhiều phong tục đã ghi ra ở trong các câu như vậy. Có những phong tục khác bên cạnh như Charlie nói là đặt quà trước Tết và sau Tết. Nó thành một mùa vô cùng ấm cúng và rất là đặc biệt, rất ý nghĩa, có thể đem lại cho những người sống ở đây thì là sống bằng một cách nói chung là ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Đấy là cái sự khác biệt. Còn lại thì Charlie cũng nghĩ là ở đâu cũng có, nó thể hiện. Và Tết cũng như là lễ Giáng sinh hoặc là những lễ của người Do Thái, hoặc là Tết Dương lịch, hoặc là lễ tạ ơn. Có rất nhiều nghề lễ có bằng thông điệp khác riêng. Ví dụ là lễ tạ ơn là một nghề lễ để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống, để tôn vinh hoặc là tạ ơn bố mẹ hay giáo viên hay là những gì mình đã có. Hoặc là lễ Giáng sinh thì có khi mà cũng một dịp để đến với những người quan trọng nhất của mình ở trong gia đình, và với những người theo đạo thì là đây là cũng mang khỏe trận tâm linh linh thiêng nữa. Còn lại thì Tết Dương lịch thì hay là một thời gian dành cho những người dân để suy nghĩ về những sự khó khăn cùng nhớ những sự thành công của năm vừa rồi, và có thể nghĩ đến những kế hoạch của họ trong năm sắp tới. Và Charlie nghĩ là ở Tết Việt Nam thì bao gồm tất cả thông điệp đó ở trong một
mùa lễ là là Tết. Dạ. Và mình thấy những thông điệp đó là những thông điệp rất là phù hợp và cái tình hình chung của tất cả nhân loại ở trên khắp thế giới. Dạ. Để Tết Việt Nam thì rất là human, rất là thực tế và rất là thế giới. Cảm ơn anh rất là nhiều. Những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rằng là ngày Tết của Việt Nam theo quan niệm của người phương Đông thì là theo âm lịch là cái thời điểm đã kết thúc một năm cũ và đón chào một năm mới. Thì tương tự như vậy ở phương Tây sẽ cũng có những theo lịch dương. Thì năm 2022 cũng đã kết thúc rồi và chúng ta cũng đã có một cái Tết dương lịch rất là vui vẻ ở trên khắp thế giới hân hoan chào đón một năm 2023 với nhiều kỳ vọng và mong muốn về những điều tốt đẹp hơn nữa. Với quan điểm của con người Việt Nam cũng thế thôi, ngày Tết sẽ là những ngày đầu tiên trong năm mới và em nghĩ rằng là đây là cái điểm chung của tất cả con người trên thế giới là họ mong muốn những cái điều tốt đẹp, những điều may mắn. Họ kỳ vọng vào những sự đổi thay năm mới sẽ mang đến những cái cơ hội và những cái điều hứa hẹn mới, đúng không ạ? Phúc nói rất đúng và Charlie chỉ muốn nói thêm thì là đây là một cái kỳ vọng, một ước mộng và ước mộng của tất cả nhân loại, tất cả con người sống ở trên trái đất này. Charlie chỉ muốn nhắc đến là thời điểm Tết, dịp ngày lễ Tết thì cũng là một thời điểm về không thể nào có thêm nhiều quá là trong một năm lịch trên lịch năm lịch ở trong lịch quanh năm, thì mình nghĩ là nếu càng ngày thì có thể dành thêm thời gian để có thể thấu hiểu về cuộc sống, tìm một cách để sống tử tế hơn, tử tế nhất có thể, và thêm đến những con người mà có cái số phận nó kém may mắn trong xã hội, đúng không ạ? Ý anh là như vậy, để có thể giúp đỡ họ. Về cả cũng có thể để giúp đỡ bản thân, để có thể nhìn vào gia đình của mình bằng một cách thì tử tế hơn. Có thể là nếu bị stress, nếu bị áp lực, có thể tìm một cách để có thể dám kiểm soát được áp lực của mình, để không phải là ảnh hưởng đến mình, những người mình quan tâm, những người mình thương. Và như thế này thì là dịp Tết cũng nên một cơ hội cho tất cả mọi người nhìn lại bản thân, nhìn lại gia đình, nhìn lại cộng đồng xã hội chung như mới, và cũng cố gắng là chuẩn bị tinh thần để có thể là đối mặt với những ước mong, những kế hoạch và những thông điệp đẹp nhất ở trong năm sắp tới. Dạ vâng, và để kết thúc chương trình thì lời cuối Hồng Phượng và diễn viên MC Charlie cũng rất là mong muốn gửi tới quý vị và các bạn những lời chúc mừng năm mới. Chúc một năm 2023 sẽ thành công, thắng lợi và bình an cho tất cả mọi người. Dạ, anh có lời chúc nào gửi cho khán giả không ạ? Charlie, như vừa nãy cũng nói thì Charlie muốn chúc tất cả mọi người, các quý vị khán giả của chương trình Be The Storyteller ăn Tết vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúc mừng năm mới! Bạn đang nghe Be The Storyteller, kênh chia sẻ của một voice talent. Be The Storyteller, be the best version of yourself.